chào quý khán thính giả đến với chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn phát hình vào 1 giờ 30 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày thứ Bảy 15 tháng 12 năm 2012 và sẽ được phát lại lúc 7 giờ 30 sáng hôm sau, Chủ nhật. Trước tiên, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Phúc Âm Hàng Tuần từ giáo sứ Thánh Du Xe tại North Carolina do SBTN North Carolina ghi hình. Chúng tôi là linh mục Phê rô, Trường Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ thánh Giuse xin kính chào quý khán giả. Tuần này là tuần thứ ba của mùa vọng và phúc âm tuần này kể lại rằng thánh Joan tiền hô tiếp tục sứ vụ của ngài là chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng chào đón đấng cứu thế. Dân chúng từ khắp mọi nơi và đủ mọi thành phần trong xã hội tìm đến thánh Joan để được nghe ngài giáo huấn. Sau khi họ đã được nghe lời giáo huấn của thánh Joan đã lãnh nhận nghi thức sám hối. Hôm nay Thánh Gioan giúp họ cải sửa cuộc sống hàng ngày. Khi họ đến hỏi Thánh Gioan rằng chúng tôi cần phải làm gì, ngài trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có và ai có của ăn thì cũng làm như vậy. Khi nhóm người thu thuế đến hỏi Thánh Gioan rằng thưa thầy chúng tôi cần phải làm gì, ngài bảo họ đừng đòi tiền thuế quá mức đã được ấn định và khi nhóm binh lính đến hỏi thánh doan rằng còn anh em chúng tôi chúng tôi cần phải làm gì ngài bảo họ chớ hà hiếp ai và cũng đừng tống tiền người ta hãy an phận với số lương của mình để giúp cho họ sống tốt hàng ngày thánh doan đã giáo huấn họ sống theo luân lý đạo đức thứ nhất là sống bác ái biết chia sẻ những gì mình có với những ai thiếu thốn thứ hai là sống ngay thẳng trong công việc chớ có tham lam hay gian lận. Thứ ba là biết nghĩ cho người khác, chớ có làm điều gì gây tác hại đến người khác. Người Do Thái lúc đó đang sống dưới sự đàn áp của đế quốc La Mã. Họ phải đóng thuế rất nặng và nặng nề hơn nữa là những người thu thuế đòi buộc dân chúng phải đóng hơn số tiền nặng nề đã quy định để rồi những người thu thuế này bỏ túi riêng số tiền mà họ đòi dư. Đây là một việc làm trái với luân lý đạo đức Cho nên Thánh Doan đã yêu cầu họ phải sửa đổi Những người lính thì dùng quyền hành để hà hiếp áp bức dân lành Và nhận hối lộ Họ gây ra biết bao những đau khổ và tổn thương cho người khác Đây cũng là một việc làm trái với luân lý đạo đức Cho nên Thánh Doan đã yêu cầu họ phải sửa đổi Hầu như mọi người lúc đó đều sống cho mình và ít khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Đời sống luân lý đạo đức đã bị suy giảm rất nhiều từ vua quan đến những người dân. Vì thế mà Thánh Doan đã nhấn mạnh đến đời sống luân lý đạo đức. Ngay cả đối với vua Herode, Thánh Doan cũng không ngại nói với vua Herode rằng vua không được lấy chị dâu của mình vì điều này đi ngược với luân lý đạo đức. Ngày xưa nền luân lý đạo đức bị suy đồi thế nào Thì nền luân lý đạo đức ngày nay cũng không khá hơn Những yếu đuối, những ích kỷ, những tật xấu Những tính tham lam vẫn còn nằm trong bản chất và đời sống con người Ngày xưa những người thu thuế tham lam gian lận Được hướng dẫn để từ bỏ những việc trái với luân lý đạo đức Và phải biết làm đúng với lẽ công bằng Đúng với lương tâm ngay thẳng Và đúng với vai trò trách nhiệm của mình ngày nay chúng ta cũng được nhắc nhở như vậy trong công việc của mình dù là việc của một công nhân của một kỹ sư của một bác sĩ của một chủ nhân hay trong bất cứ công việc gì chúng ta chớ có tham lam hay gian lận nhưng phải biết làm đúng theo luân lý đạo đức đúng với lương tâm ngay thẳng và đúng với vai trò trách nhiệm của mình ngày xưa những người lính được nhắc nhở để biết nghĩ cho người khác và chớ có gây tổn thương đến người khác ngày nay chúng ta cũng được nhắc nhở như vậy nếu ai trong chúng ta đang xúc phạm hay làm tổn thương đến thân xác tinh thần hoặc làm tổn thương đến thanh danh của người nào chúng ta cần phải dừng lại ngay bởi vì xúc phạm và gây tổn thương đến người khác là trái với luân lý đạo đức đời sống luân lý đạo đức rất quan trọng đối với ơn cứu độ của chúng ta bởi vì nó là con đường ngay chính mà chúng ta bước đi với chúa ở đời này và tiếp bước đến cuộc sống đời sau trên thiên đàng nếu muốn vào thiên đàng với chúa chúng ta phải sống theo luân lý đạo đức đối với chúng ta là những tín hữu công giáo đời sống luân lý đạo đức bắt đầu từ trong tâm hồn của mình từ trong lương tâm của mỗi người chúng ta nếu trong lương tâm của chúng ta không phân biệt được giữa điều tốt nên làm và điều xấu nên trách. Điều này có nghĩa là lương tâm của chúng ta đang bị lu mờ và sai lỗi. Nếu chúng ta đang làm sai mà không cho nó là sai, điều này có nghĩa là lương tâm của mình đang rất đen tối. Đức Cố Giáo Hoàng John Phao Lô Đệ Nhị đã dạy rằng, để có được một lương tâm trong sáng, thì người đó phải biết tìm kiếm chân lý và phải dựa trên chân lý đó mà phán đoán. Đối với người Công giáo, chân lý đó là Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của người. Vì thế để có được một lương tâm trong sáng, chúng ta cần phải sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Hàng ngày chúng ta đều phải đối diện với những vấn đề, những tình huống hoặc những công việc đòi hỏi lương tâm của chúng ta phải xử lý. Ví dụ như khi những người làm việc chung Đang hùa nhau để nói xấu, chê bai, châm biếm hoặc mỉa mai một người nào đó Liệu lương tâm của chúng ta có trong sáng đủ Để giúp chúng ta nhận thức được rằng Đó là điều sai và từ chối tham gia hay không Nếu chúng ta có được lương tâm trong sáng nhắc nhở Thì từ trong tâm hồn mình sẽ có sức mạnh thiêng liêng phát ra Giúp chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn mình và sẽ quyết định không hùa theo để phạm tội. Để có được một lương tâm trong sáng, chúng ta cần phải học hỏi về phúc âm, về giáo huấn của Chúa Giêsu, bởi vì lời Chúa là ánh sáng, chân lý là đèn soi trong lương tâm của chúng ta, là khuôn mẫu để giúp chúng ta phán đoán trong mọi tình huống của cuộc đời. Vậy tôi thiết tha mời gọi những ai đang sống xa ánh sáng chân lý này nhiều năm, hãy can đảm lên và hãy để cho ánh sáng chân lý chiếu vào tâm hồn mình để bản thân mình bắt đầu nhìn thấy được những điều mà mình cần phải hoán cải. Không ai trong chúng ta tránh được tiếng nói của lương tâm. Cho dù chúng ta có muốn trốn tránh tiếng nói của lương tâm, cho dù chúng ta có muốn gạt bỏ những lời nhắc nhở tốt lành ra khỏi tâm trí của chúng ta. Một lúc nào đó, chúng ta cũng phải đối diện với chính lương tâm của mình. Trong đạo đức kinh của lão tử có viết rằng Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu Có nghĩa là lưới trời tuy thưa Nhưng mà khó lọt Ước gì tất cả chúng ta khi được nghe nhắc nhở về lương tâm Về đời sống luân lý đạo đức Chúng ta hãy biết chọn cho mình một con đường đúng đắn Để bước đi với Chúa ở đời này và đời sau Trình phúc âm hàng tuần từ giáo sứ Thánh Du Xe đến đây đã kết thúc Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo sứ Thánh Du Xe, .net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.